chia sẻ về Megaray Quasar. Megaray Quasar lúc mới bắt đầu ra mắt sẽ là một con SS, nó có thể khiến cho cả team bạn nó thay đổi khá là ghê gớm. Và mãi về sau các bạn phải có những con S cộng mới thì sẽ tốt hơn để đấu được với team có con Megaray Quasar này. Đây là con Megaray Quasar của mình, với cái tính cách của nó là trừ P Defense và cộng là tốc độ. Mình rất ưu tiên tốc độ dành cho Megaray Quasar. Và cái hồi mà Megaray Quasar xuất hiện thì tốc độ nó sẽ khá là quan trọng. Nguyên nhân ở đây mình sẽ chia sẻ những con nó sẽ tốt dành cho Megaray Quasar sắp tới. Ban đầu hiện tại sẽ là con đầu tiên là con Lugia rồi này. Lugia này thì các bạn biết là nó sẽ có khả năng kháng tử, nó sẽ khá là tốt để có thể trụ lại được cái hàng trước. Ở cái thời điểm mà con Megaray Quasar ra mắt, kiểu dạng như một ulti là bay một hàng dọc chẳng hạn, thì con Lugia này nó sẽ coi như là giúp cho team bạn thoát được một đến hai đòn ulti từ con Megaray Quasar này. Với Megaray Quasar các bạn để ý nó sẽ có ấn độ của nó thì khi nó đủ 7 cái, tức nghĩa lượt hành động của nó nhận được 2, và khi nó tỉ bạo kích thì nó sẽ nhận thêm một, đồng đội hành động sẽ nhận thêm một, nếu bạo kích thì nhận thêm một nữa là 2. Thì đủ 7 ấn thì Megaray nó sẽ tự hóa giải những các hiệu ứng khống chế mà không mà loại mà có thể hóa giải được để bay lên trời và tạo ra một đòn ulti cực kỳ mạnh. Thì với Meloetta nó ra mắt lúc đó về sau thì cái khả năng đi hai lần của nó cũng coi như là giúp cho Megaray Quasar hành động được để ra đòn ulti cực đại. Với Dianga như các bạn biết rồi, Dianga thì khả năng tăng tốc mới được nâng cấp thêm, đó là khi nó ra đòn skill 2 thì nó sẽ đặt lên một đồng đội hiệu ứng tăng tốc này, có thể hành động ngay lập tức này, và đặt lên một đồng đội thép, ở đây chắc là nó rồi, thì cả hai hành động cũng sẽ tạo ấn độ cho con Megaray. Tiếp theo đó là con Kyurem, thì các bạn để ý cái con mắt đằng sau nó làm cho team của bạn và team của địch sẽ giảm một con, sẽ giảm đến 90% tốc độ, sẽ khá là tốt nếu cả hai bên đều có con Megaray Quasar chẳng hạn, thì bên nào ra con ulti trước thì khả năng thắng sẽ cao hơn, và Kyurem ra để trừ đi 90% tốc độ của địch đó, hên xui trúng con Megaray thì cái tỷ lệ thắng của bạn cũng sẽ cao hơn. Và thêm nữa cái hoa tuyết của nó tác dụng đó là nhận một đòn đánh mà quá 20% máu gốc của nó thì sẽ chỉ còn là 20% thôi, 3 lần ở đây 3 bông tuyết, nếu các bạn lên 8 sao thì sẽ nhận được 2 bông khi máu dưới 60% và 30% nữa, thì cũng trụ được lại được cái đòn ulti cực đại của con Megaray Quasar lúc ra mắt. Thì đây chính là đòn ulti cực đại của con Megaray, vừa tăng tỷ lệ bạo kích và tăng sát thương bạo kích và khá là mạnh. Nó chẳng khác gì ulti thường cả, nhưng mà cái sát thương nó thêm nữa sẽ càng cao. Như bạn thấy là đòn ulti cực đại so với đòn ulti thường nó khác biệt nhau khá là nhiều. Ở đây tiếp theo là những con mới tiếp theo hơn. Như các bạn thấy, Y nó đứng trước con Megaray, coi như là nó sẽ bảo vệ an toàn cho con Megaray khỏi những sát thương hàng dọc, ví dụ như con Megaray Quasar bên địch chẳng hạn. Thì khi Y xuất hiện, mục đích của nó là như thế vậy, bảo vệ cho con Megaray. Jirachi thì điều ước của nó khá là tốt để giúp cho con Megaray có sức sát thương bạo kích cao hơn nữa. Với Celebi, như các bạn thấy, nó đã búp lên một hiệu ứng kháng tử hình cái lá dành cho con Megaray. Bởi vì khi Y nó ra mắt, thì Megaray cũng đã bị đe dọa rồi. Thì một thêm một lần sống nữa, đối với Megaray cũng khá là tốt. Tiếp theo nữa là con Menmetan. Menmetan thì nó có khả năng kháng tử rồi này, nhưng mà nó cũng sẽ bảo vệ cho một đồng đội khỏi một đòn sát thương chí tử. Nó cũng giúp cho con Megaray có thể an toàn. Hầu như là về sau các con nó ra mắt đều bổ trợ cho một con SS nào đó. Ở đây đó là con Megaray. Như bây giờ con Brimer Galon ra mắt thì có khá là nhiều con nhà phát hành ra để bổ trợ cho nó.
ví dụ như con Victini chẳng hạn, bổ trợ cho tim lửa, hay con Mega Houndoom cũng bổ trợ cho tim lửa tốt. Thì với Mega Ray khi bạn mà lấy được thì các bạn sẽ đi ảnh khá là thích. Vừa đủ 7 Ấn Độ là nó sẽ tự ra đòn ulti luôn. Vậy với các bạn mà không có S cộng mà muốn chơi với những con S để đi kèm với Mega Rayquaza thì sao? Ở đây ưu tiên những con tốc cao rồi này, thì Mega Alakazam là một con khá là tốt để các bạn có thể khống chế được cái team Mega Rayquaza bên kia, với khả năng đó là gây hóa đá và cái tốc độ nó cao. Nếu bạn ulti trước, các bạn có thể làm cho bên địch đóng quên hóa đá toàn bộ, nó sẽ giúp cho team của bạn kích nổ cho con Mega Rayquaza dễ hơn, nhanh hơn bên team địch. Thì đối với cả các bạn không chơi S cộng thì Mega Alakazam là một con khá là tốt cho team Mega Rayquaza. Một con tiếp theo sau con Alakazam này tốt cho con team Mega Ray đó là con Sukun. Như các bạn biết là tốc độ nó sẽ khá là quan trọng ở cái thời điểm mà con Mega Rayquaza nó ra mắt, do đó Sukun mục đích của nó chỉ để là tăng tốc cho cả team thôi. Mục đích chỉ là thế thôi, để các bạn ra ulti cực đại nhanh hơn để Mega Ray của bạn bay lên trời được kịp. Còn nếu các bạn cần một con thủ hiện tại không có con S cộng thì Tiranita cũng là một con để có thể trụ được một lượt với mấy đòn ulti của con Mega Ray. Một con tiếp theo nữa đó là con Zoro, Zoroark. Bạn giả sử mà chưa có con Mega Ray qua ra chẳng hạn thì bạn sử dụng con Zoroark này được nuôi mạnh, nếu mà phải nói là nuôi khá là mạnh và 11 sao cơ, thì coi như bạn cũng đã có được sở hữu một con Mega Ray qua ra giống hệt team địch. Nếu mà team bạn lại càng nhanh hơn thì bạn sẽ kích nộ Mega Ray qua ra trước team địch chẳng hạn. Còn nếu mà team bạn mà có hai con, một con Mega Rayquaza với con Zoroark bên team địch cũng có, thì coi như bạn sẽ sử dụng đến hai con Mega Rayquaza khè cả team địch. Thì đó là những con khá là tốt để các bạn chơi với cả team Mega Rayquaza mà chưa không có S cộng. Và với trận đấu này cũng thế, giả sử như bên mình không có Mega Rayquaza thì mình vẫn có thể thua team này do chưa đủ lượng sát thương để có thể đập được con Zigane 8 sao bên kia. Thì Mega Rayquaza vẫn là một con tốt để càn quét cả team địch. Như các bạn thấy là con Brimond Gaudon, nếu mình giả sử không có nó thì team mình thua là cái chắc. Thì những con S cộng mới về sau ra, hay là những con SS mới tiếp theo, thì kiểu gì nó sẽ phải mạnh hơn những con cũ. Cho nên hiện tại bây giờ nếu mà ra được những con các bạn thích trước, tất nhiên chứng tỏ là những con đó về sau nó sẽ khá là yếu hơn so với những con cũ và con mới. Về sau cặp đôi Victini với cả con Brimond Gaudon, nếu các bạn nuôi tốt và mạnh thì nó sẽ khá là tốt. Thì các bạn thấy team mà nó có con SS nó sẽ có khá là lợi hơn nhiều so với team mà không có SS. Thì với Mega Ray nó sẽ ra mắt ở bảng tiếng đài này, sẽ là một bước chuyển lớn nếu bạn có nó.
Thì ở đây nó phân tách ra thành mấy con chó này cực kỳ là đáng ghét, tại vì bọn chó này thì cắn theo sát thương thực, và 8 sao thì nó có thể hợp lại thành dạng cao cấp hơn một tí. Mình đã test mấy trận đó là nếu giả sử mình không có con sát thương cao để tấn công thì sẽ khó là tiêu diệt mấy con này.